Mến chào quý bà cô chú anh chị đang xem kênh Hằng miền Tây TV nha. Thì hôm qua chiều qua mình có nhờ anh 12 đặt cái lợp, cái 12 cửa ngục nè, rồi mấy cái lợp tép đó cả nhà. Thì giờ này mình tính đi xuống thăm, nhưng mà do là nước bữa nay nhiều quá, nước chất xén nó lớn á cả nhà ơi. Với hôm nay mình đang bị tàn nên mình không có xuống được cả nhà, thông cảm nha. Thì Hằng sẽ nhờ anh 12 đi xuống dưới đem lên đây để cho mình coi luôn nha cả nhà, chứ anh 12 không có thăm ở dưới đâu. Mình nhờ ảnh xuống dưới lấy lên cho mình luôn, mình phải đài ảnh vậy mới được cả nhà ơi, để nữa anh có bồ xinh gậy đẹp nha cả nhà. Thì bây giờ anh 12 đi xuống dưới đi nha. Chuyện qua nước thì rộng lắm luôn á, mà bữa nay nước lớn thôi là lớn luôn đây. Hello, chào mọi người nha. Chuẩn bị không khí để lặng. Đúng là không khí Tết cả nhà ơi, sáng nào sáng nấy nó lạnh ơi là lạnh. Ý là giờ này là gần 11 giờ để mình đi xuống mình thăm rồi đó cả nhà, chứ sáng mình đi xuống nước là chịu không nổi đâu. Phía ngoài trước anh 12 cả nhà thấy không, xa xa có chiếc thuyền nhỏ nhỏ đó, hình như là cái chú đó đang thả lưới á mọi người. Cả nhà cũng thông cảm cho Hằng đây nha, tại hôm nay Hằng bị bệnh nên Hằng không có xuống được. Nhờ anh 12 đi xuống dưới để lên đây mình thăm nha. Tại vì bé Hải thì không biết lội nên Hằng không có cho bé Hải xuống ngoài sông này cả nhà ơi. Tí thì giờ này đi học, giờ này chỉ có mình anh 12 rảnh thôi nên mình mượn ảnh đi thăm giùm mình mọi người. Có không anh 12? Ủa, dữ vậy? Trời ơi, trời ơi, bỏ cái nón ở dưới luôn rồi mọi người ơi. Wow, ý cả nhà ơi, trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Ở bên đây nữa nè, đây mọi người ơi. Ủa con cái này cái gì anh? Anh đặt cái mồi gì mà nó gớt tùm lum hết trơn à? Một cám hôm bữa là một cám đặt tép đó hả? Đây mọi người ơi. Về đặt cái mồi này nhảy cá quá nè, đủ loại cá luôn nè. Anh quay đi cho em review đi. Ôi thích quá à. Vậy là anh 12 mát tay cả nhà ơi. Đây lạp tép có không? Lạp tép mình thấy không có. Có. Đây mọi người. Đưa anh 12 mát tay nữa ta. Có cua nữa hả? Ôi. Nè cả nhà. Không có nhiêu con hết trơn, khoảng chừng mấy chục con chứ nhiêu. Ta đặt ta dở lên cái được mấy trăm gram. Ở đây nè. Đây, thôi cái này em đi chợ em bán được luôn á anh. Đây nè, một đống luôn nè. Thôi bây giờ mình mở cái 12 cửa ngục trước đi nha. Uống bà cô chú ơi thích quá à. Rồi, nó mà cá trúng dữ vậy, chạy cá dữ vậy anh. Chắc em lấy mấy cái của cậu Quế đem xuống đây đặt hết luôn quá à. Đem xuống đây đặt. Ôi, em quá à. Để hôm thăm như này chiều thăm được cái ban cá để chết chứ. Có mấy con nó xỉu nữa kìa. Ơi có cá lóc nữa kìa, cá lóc nó xỉu gì rồi. Bữa đó dính còn mấy con hai ba con cá lóc nhưng còn có gô mà dở không kịp nó chết chứ. Cái này là sáng mình phải dở sớm á, mình thăm sớm. Trời sáng giờ này thăm sớm đừng sáng đừng xỉu. Giờ này 11 giờ mình đi thăm cái gì nó xỉu hết trơn rồi. Ơi chắc là mình đặt cái mồi nó nhảy ha. Ơi con cá tra phải không anh? Cá tra. Ôi cá tra nó xỉu anh ơi. Cá tra này nó xỉu rồi. Còn sống. Đổ nước vô không? Ghê chưa? Bằng cầm tay của anh chị Khôi nha. Mấy cá trắng rồi nó vô lại xỉu rồi, nó vô dính lại xỉu rồi. Để bên bờ rồi nó xỉu rồi. Ở đây dòng cho nó đi ha. Đây cả nhà ơi, thích ghê luôn á. Cái này em học tay mấy được. Bên đây nè. Cá sông lớn là cá nhiều cả nhà. Nhìn thấy hết ghê luôn nha, chúng đủ loại cá luôn. Nãy vụ dư bớt gác. Quá gác. Vậy mà hồi nãy ở dưới cả nhà mình hỏi có không anh? Không có nào hết trơn á, không có nào hết trơn á. Ôi ôi. Một bụm luôn. Bể tay lưới luôn. Ấy lộ, lâu quá nhân lưới nó lộn rồi. Quá dữ luôn. Rồi cái này anh 12 cục sao vậy ta? Mở được không? Để em coi. Đây mở cho. Anh nói là mở không được rồi. Đây. Cầm cái này. Ôi quý mời cô chú ơi, thích quá à. Rất là nhiều cá luôn, đủ loại cá luôn á cả nhà. Cá ngon ngon không luôn. Để không cột bữa đó em vô con. Bữa đó anh Thăm không có hả? Chứ nó đi ra hết trơn. Rồi đợt sau anh Thăm hình như dính hai cái lóc luôn. Ừ, nhưng con có gô mà nó xỉu hết trơn. Xỉu hết trơn. Tại để bữa đó để ngày. Tại bữa đó đâu ngày đêm. Đây cả nhà. Mời cô chú nhìn đã chưa? Đó là tép nha, đó là tép nha. Mình là 3 cái, của Hải 3 cái mà bị mắc cá 1 cái à. Mình mượn cái mình làm cổ luôn rồi, được không? Mấy cái à. Để cục mồi vậy đi nữa, kìa còn kìa. Còn cua với con cua nó đeo vô đây nè, mọi người nhìn nó cứng cại ra chứ nó đeo vô nó không chịu xuống kìa. Trời ơi nó lì kìa cả nhà. Ok. Ok đây đây. Bỏ nó đi chút xuống gì. Nó để đi, có ra cái gì? À, cái nào cũng có cua hết chứ nó nè. Chở lên 12. Cho chế miếng nước vô cho nó sống. Nãy giờ không mà quay tao đập cua. Nãy giờ không là quay đập con cua không à. Anh bị dở ra muốn hết luôn rồi nè. Con tép lững lơ. Lặp chạy lặp không anh ơi, chứ không phải lặp nào cũng có. Có lặp này thì cũng như hai cua bỗng dính lượng tép nữa chưa? Cái cuối cùng nha quý mật cô chú. Trời ơi đâu chung vô vậy. Ôi ơi. Hết hồn quá chứ. Trời hết rồi anh còn con cua. Đẩy đi, cua đẩy đi. Đấy được. Rồi đó. Đây cả nhà ơi, thành quả hôm nay của mình nè. Hết ghê luôn vậy đó. Một tay cầm một con luôn nha. Thành tiếng tan. Cái nước vô 12 ơi. Nè cầm đi. Xong rồi. Nước rồi. Nè. Cái nhà anh 12 đi bút nước vô cho mình rồi nè. Có một cá heo nó kêu hỏi cá heo ốm nhơm nhất nè. Giấu anh 12. Đây, một thao cái luôn. Hôm nay là mình trúng mánh luôn nha cả nhà ơi. Từ hai con cá lóc thì chắc mình nướng quá. Còn cái da mình làm gì vậy ta? Nó chai nhỏ quá à. Nó chai nấu chè. Cái chai nấu chè hả? Có người nấu chè luôn á. Ừ. Phải không Hiền không? Cá cha cả nhà nghĩ coi làm món gì ăn. tép này thì nó chè. Có con cá giống con cá lăng. Ơi cá lăng nè. Sao nhìn giống cá lăng quá. Nhìn nó tự tự con cá lăng. Cá lóc thì mình đang thiếu canxi, chưa đủ canxi đâu, chắc mình sẽ nướng nữa. Đặt nó. Chưa bỏ anh vào đâu.